Hello, hello, hello. Blonie Handmade chào cả nhà. Hôm qua đi dạo vòng vòng thành phố, thấy mấy bạn nữ xinh đẹp diện những chiếc cục tóc thật đáng yêu quá chừng, nên Blonie rộn rạo muốn tìm cách làm đồ cục tóc siêu đáng yêu theo ý thích của Blonie nha. Cho nên bắt tay thôi nào. Trước tiên thì bạn cần một mẫu vải. Blonie cắt từ cái áo bị lủng một lỗ nhỏ do bị cháy bàn ủi nhà Blonie đó. Blonie cắt theo kích thước 50x20cm nha. Sau đó thì may một đường để thành một ống vải như thế này nè. Sau rồi thì giờ mình lật lại, mình lật mặt phải lại nha. Lật xong để định hình được cục tóc vải được đứng dáng thì mình dùng bàn ủi la đi một lượt cho thẳng vải. Khi vải thẳng thì mình cột lên cục tóc mới được xòe ra nha. Sau đó thì bắt đầu luồn sợi thun vào. Blonie dùng loại thun nhỏ nhất, đo 15cm là được nè. Các bạn có thể mua ở mấy tiệm bán phụ kiện may khá dễ dàng trong thành phố. Nào, giờ thì mình luồn thun vào, sau đó may hai đầu thun lại nhé. Tèn tèn tèn, gần xong rồi, giờ khâu cẩn thận lại nè. Bạn chập hai đầu vải lại như clip Blonie nè, rồi khâu lại phía ngoài thì đảm bảo cục tóc không bị xấu đâu. Ấu dè, xong rồi nè các bạn ơi. Giờ thì mình mang thử lên cho các bạn xem nha. Khá là đơn giản đúng không? Các bạn nhớ subscribe kênh Blonie Handmade để đón nhận thêm các clip mới và các sản phẩm làm handmade nhé. Xin chào.